Chiều ngày 19 tháng 1, nhằm 28 tháng Chạp, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các trạm và đội thuộc đơn vị từ 14:30 đã đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp cho người dân về quê cũng như vui xuân đón Tết ở Thành phố Hồ Chí Minh được an toàn thông suốt. Ghi nhận tại các tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện đông như xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống thì hầu như không xảy ra tình trạng ùn ứ. Tại các giao lộ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh đều có lực lượng cảnh sát giao thông của phòng PC08 túc trực điều tiết giao thông. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết, đơn vị đã phân công 100% cán bộ chiến sĩ túc trực tại các nút giao thông trọng điểm để giúp cho người dân về quê cũng như vui xuân đón Tết ở Thành phố Hồ Chí Minh được an toàn thông suốt. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện trong ngày 28 Tết Nguyên Đán không đông như mọi năm, các tuyến đường đơn vị quản lý hầu hết không xảy ra tình trạng ùn ứ. Phòng PC08 cho biết, người dân về quê ăn Tết bằng xe ô tô, xe máy trước khi khởi hành cần chủ động lựa chọn thời gian, loại phương tiện, lộ trình phù hợp cho bản thân và gia đình mình. Những ngày cận Tết, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường liên tỉnh, quốc lộ rất đông, nên việc lựa chọn thời gian khởi hành và lộ trình phù hợp sẽ giúp cho mọi người về quê nhanh hơn. Tránh đi vào khung giờ cao điểm sẽ gây ra hiện tượng ùn tắc cục bộ tại các điểm nút cổ chai trên hành trình về quê. Phòng PC08 khuyến cáo, trong quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện phải luôn tập trung quan sát, làm chủ tay lái, luôn tuân thủ luật giao thông đường bộ, như lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, không chạy quá tốc độ và tránh vượt đúng quy định. Trường hợp di chuyển liên tục trên đường dài, người dân cần lưu ý trong việc có thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa các chặng đường. Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, người dân cần phải dừng phương tiện một cách an toàn, thư giãn, uống nước và thực hiện một số động tác vận động nhẹ để giúp cơ thể tươi tỉnh và có thể vào một số điểm dừng chân, quán nước bên đường để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.